livestream này là một livestream phổ là thế này. Đó là sau khi tôi xem lại cái livestream lúc nãy đó, thì tôi sau khi xem một số comment thì trong đó có một bạn nói rằng là tôi mà về gia kiệm là tôi sẽ không toàn thay. Vì vậy cho nên tôi thấy rằng là có một số người đang thay mặt và đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam đòi giết tôi. Tôi không biết Giáo hội Công giáo Việt Nam có điều gì dạy người khác phải đi giết người hay là hành hạ người khác. Bởi tôi cũng là người có đạo nhưng mà tôi chưa bao giờ dọa giết ai cả. Nhưng mà những người đang đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam ở trên mạng xã hội này đang có cái hành vi là hăm dọa và đòi giết tôi. Trong đó có một người hiện tại đang ở An Giang nhưng mà đang sống ở Biên Hòa, cũng đòi về đây giết tôi, xin địa chỉ tôi. Vậy tôi hy vọng rằng các bạn ở trên các cái trang khác nhau mà các bạn thấy có ai đó mà dọa giết tôi, thứ nhất là các bạn thông tin cho tôi, thứ hai là để cho tôi rất cảm ơn các bạn nếu các bạn thông tin cho tôi. Và nếu các bạn có thể giúp đỡ tôi hơn nữa, đó là các bạn hãy chụp ảnh những cái đoạn đó giùm tôi và có thể giúp tôi chuyển về cho công an Đồng Tháp để họ có thể có cái phương án để mà có thể giúp đỡ tôi. Hy vọng các bạn có thể giúp đỡ tôi bởi vì đã có người dọa giết tôi ở trên đây, và nhất là những người đó đại diện cho Giáo hội Công giáo Roma tại Gia Kiệm, Bùi Chu, Phát Diệm và Đồng Nai. Hy vọng các bạn giúp tôi. Okay. Giúp đỡ tôi nha, là hiện tại là có giáo dân của Bùi Chu, Phát Diệm, Gia Kiệm lúc nãy là lên trên đây là dọa là sẽ giết tôi thế này thế khác. Và có một giáo dân nữa đang ở An Giang nhưng mà đang sống ở Biên Hòa đã xin địa chỉ tôi và tôi đã cho địa chỉ rồi. Các bạn có thể tìm ở trên các trang lại những các bạn thấy hay những ai mà có những lời dọa nạt đòi chém giết tôi, mong các bạn có thể thông tin cho tôi biết để tôi có thể phòng bị đối với những kẻ xấu đó, bởi vì họ đang sử dụng cái mác tôn giáo để mà đi hại người khác. Và tôi hy vọng rằng những người đó không phải là người của Giáo hội Công giáo, bởi vì người của Giáo hội Công giáo là đem yêu thương vào nơi quán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm, chứ không phải là những cái người mà đi giết người khác vì thù hận thù oán gì cả. Và tôi cũng chả thù hận thù oán gì với những con người đó, với tôi đâu biết họ là ai đâu, nhưng mà hiện tại họ đã đang đe dọa đòi giết tôi ở trên mạng xã hội như thế này. Tôi hy vọng các bạn thấy được thì các bạn có thể tìm cách nào đó giúp thông tin cho tôi hoặc là thông tin cho chỗ công an Đồng Tháp để có thể là họ có cái phương án giúp đỡ tôi. Rất mong các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn. Những người tự nhận mình là giáo dân của Giáo hội Công giáo Roma, một giáo hội mà mang yêu thương vào nơi oán thù, một giáo hội mà được Chúa Giêsu dạy rằng là khi ai tát má phải thì đưa cả má trái, ai đòi áo ngoài thì đưa cả áo trong, một sự khiêm nhường đến với giáo dân như thế mà giờ này những giáo dân đó lại mở miệng ra đòi hỏi và đòi giết người như thế, thật là thất bại. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.